những thực phẩm là kẻ thù của việc bổ sung canxi cho xương. 1. Rau có hàm lượng axit oxalic cao. Axit oxalic và canxi khi kết hợp sẽ tạo thành canxi oxalat không có lợi cho việc hấp thụ canxi. Vì vậy, khi ăn các loại rau có hàm lượng axit oxalic cao như rau chân vịt, bạn nên trần qua nước nóng trước khi chế biến để loại bỏ bớt axit oxalic. 2. Muối ăn. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều muối, thận sẽ đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể và làm mất đi một lượng canxi, vì cứ 1000mg natri thải ra thì sẽ mất đi 26mg canxi. Do đó, việc nạp quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể, dẫn đến tình trạng mất canxi. 3. Đồ chiên. Các món chiên như gà rán, khoai tây chiên có hàm lượng chất béo rất cao. Khi cơ thể tiêu hóa quá nhiều chất béo sẽ bị phân hủy thành axit béo và glycerol. Axit béo bão hòa kết hợp với canxi sẽ hình thành các chất không hòa tan và làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu canxi. 4. Cà phê. Theo trang Abolwang, các thành phần như axit oxalic và caffeine trong cà phê sẽ đẩy nhanh quá trình mất canxi qua nước tiểu và không có lợi cho việc hấp thu canxi. Vì vậy, nó cũng không tốt cho sức khỏe xương khớp của bạn.